Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Như ở video lần trước, tôi cũng vừa giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe Kia Forte 2010. Thì ngày hôm nay tôi lại mua về được một chiếc xe gần giống với chiếc xe Kia Forte đó. Đấy, gần giống. Tại sao tôi lại nói là gần giống? Vì cũng là Kia, nhưng chiếc này là Kia Cerato quý bạn nhé. Đấy, cũng là dòng nhập khẩu, nhưng chiếc xe này lại được tên là Kia Cerato, cũng là phiên bản 1.6 số tự động quý bạn ạ. Chiếc xe này được sản xuất năm 2010, nhưng nó là form của 2011 quý bạn nhé. Có thể nói đây là một chiếc xe 2011. Đấy, model 2011 vì nó khác với phiên bản model 2010 hoàn toàn. Đấy, nhìn bên ngoài thì các bạn thấy cái gương chiếu hậu đấy ạ, xi nhan nó nhỏ hơn. Đấy, và tất nhiên là nó còn một điểm nữa, nó khác rất nhiều so với phiên bản 2010. Chiếc xe này ở 2011 nó được trang bị hộp số tự động 6 cấp các bạn nhé. Phiên bản 2010 hộp số tự động chỉ có 4 cấp thôi. Khi mà lên model 2011 như chiếc xe này thì nâng cấp hộp số lên được là 6 cấp, chạy êm ái hơn, mượt mà hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn các bạn nhé. Và thêm một option nữa là sang số thể thao trên vô lăng. Đấy, nhìn cái gương này bên ngoài là chúng ta phân biệt được luôn là form 2010 hay 2011 các bạn nhé. Đấy, dàn lốp thì còn rất là dày, rất là mới. Chiếc xe này đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và lăn bánh được 15 vạn km rồi các bạn nhé. Đấy, dàn lốp còn rất dày, rất là đẹp. Cụm đèn hậu đấy ạ, cũng còn rất là mới, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn ạ. Đấy, phiên bản này là Cerato. Phiên bản hôm trước tôi giới thiệu là Kia Forte SLI. Đấy, cụm đèn hậu đây ạ, đều rất là đẹp. Xe được trang bị sẵn camera lùi nguyên bản, cảm biến lùi nguyên bản rồi các bạn ạ. Đấy, những chiếc xe đến từ đất nước Hàn Quốc, option thì rất là nhiều các bạn nhé. Chiếc xe này được nhập khẩu từ Trung Đông các bạn ạ. Đấy, tất cả là gương chiếu hậu là còn nguyên bản, khóa thông minh, bấm tay để mở cửa luôn quý vị các bạn nhé. Rất là đẹp, toàn bộ từ keo chỉ này, táp bi cánh cửa đều rất là đẹp này. Đấy, toàn bộ đều rất đẹp, rất là mới quý bạn ạ. Đấy, đồng hồ công tơ mét đây ạ. Chiếc xe lăn bánh được 15 vạn km rồi. Và cái đồng hồ này là cũng còn nguyên bản nhé. Chúng tôi vừa mới mua về, chưa có dọn rửa gì, là tôi quay luôn lên cho quý vị các bạn xem này ạ. Đấy, tem của nhà sản xuất đấy ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2010. Sản xuất tại Hàn Quốc nhưng nó xuất sang Dubai, nhập từ Dubai về Việt Nam các bạn nhé. Những chiếc xe đến từ đất nước Trung Đông thì các bạn biết rồi đấy ạ. Được sản xuất sang, nhập xuất sang nước Trung Đông là một đất nước rất là nóng nóng, khí hậu là khắc nghiệt. Cho nên là toàn bộ những cái chất liệu để sản xuất ra chiếc xe này xuất sang bên Trung Đông đều rất là tốt, rất là bền bỉ quý vị các bạn ạ. Đấy, nội thất ghế da cao cấp, nguyên bản theo xe, rất là đẹp luôn quý bạn nhé. Xe được trang bị rất nhiều option từ khóa thông minh, đè nổ, start top, cửa sổ nóc. Đấy, và cái cúp sau đây, thưa các bạn, tôi sẽ mở cái cúp sau này lên cho quý vị và các bạn cùng xem. À đây, đang nổ máy cho nên là nếu muốn mở cái cúp sau này lại phải dùng chìa hoặc là dùng bấm ở bên trên ạ. Đấy, keo chỉ cúp sau là còn nguyên bản này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý bạn nhé. Đấy, hơi bẩn một chút là do chúng tôi vừa mới mua về các bạn ạ. Đấy, cái lốp theo xe đây ạ. Lốp xưa cua vẫn còn nguyên bản theo xe và rất đẹp, rất là mới nhé. Tuy có đôi phần bẩn là do chúng tôi chưa có dọn rửa gì quý vị và các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Một chiếc xe sedan hạng C số tự động nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Đông về quý bạn nhé. Rất là đẹp luôn đấy ạ. Toàn bộ từ táp bi cánh cửa, keo chỉ cánh cửa là còn nguyên bản hết luôn này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý vị nhé. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa, cánh cửa bên phụ cũng được bấm tay để mở cửa luôn các bạn nhé. Toàn bộ keo chỉ cánh cửa này, táp bi cánh cửa này đều rất là mới, rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Nội thất ghế da cao cấp nguyên bản theo xe này, toàn bộ từ vô lăng, đè nổ, start top, sang số thể thao trên vô lăng đây các bạn này. Chiếc xe này có sang số thể thao trên vô lăng các bạn nhé. Ở cái phiên bản model 2011 thì mới bắt đầu có
hộp số 6 cấp và sang số thể thao trên vô lăng. Đầu CD 6 đĩa vẫn nguyên bản theo xe các bạn ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Cerato 2011 nhập khẩu nguyên chiếc này, thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và sau đây thì tôi sẽ mở cái nắp capo này lên cho quý vị và các bạn cùng xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Trước tiên thì cho quý vị các bạn xem này, toàn bộ từ ốc capo còn nguyên bản này. Đấy, ốc capo còn nguyên bản, chưa có vết tháo, tức là chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn ạ. Giảm sóc cũng còn nguyên, ốc tai cũng còn nguyên bản hết luôn các bạn ạ. Đấy, tất cả cái ốc của động cơ này là còn nguyên hết nhé. Và nó hơi bẩn một chút là do chúng tôi vừa mới mua về, chưa dọn dẹp gì đâu các bạn ạ, vẫn còn mộc mạc nguyên bản luôn các bạn nhé. Và Kia cũng đã trang bị cho chiếc Cerato 2011 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.6 lít kết hợp với hộp số tự động 6 cấp quý bạn nhé. Tôi nhấn mạnh là 6 cấp, nó khác với phiên bản 2010 chỉ hộp số 4 cấp thôi. Đấy, keo chỉ cánh cửa, keo chỉ cái capo còn nguyên bản các bạn này. Đấy. Quý vị và các bạn rất là nhiều, xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.